Mình lưu ý đối bài toán điện phân là các trường hợp mình sẽ xét thứ tự điện phân tại mỗi điện cực. Đồng ý nha. Tuy nhiên á là do cái bài toán này cô biết được là cái dung dịch so vẫn nó có chứa cái chất gì, cho nên thành ra là cô sẽ dùng phương trình điện phân tổng quát. Thì là khi cô điện phân hỗn hợp hai muối khác nhau này, mà hai muối này nó có đặc điểm là mỗi muối nó sẽ cung cấp một anh chàng để ra điện phân. Ví dụ NaCl thì chỉ có Cl trừ bị điện phân này, CuSO4 thì chỉ có CO2 cộng bị điện phân thôi, chứ SO42 trừ không bị điện phân. Và cái dung dịch cô thu được nè, cái dung dịch ít thu được, nhớ nghe, dung dịch ít cô thu được á, dung dịch ít thu được nè là hòa tan tối đa, hòa tan được alhalban. Mà con biết là gì? Ví dụ ở đây mà nói là dung dịch ít thu được hòa tan, dung dịch ít thu được là hòa tan được magnesio, thì lúc đó con sẽ khẳng định được trong dung dịch ít chắc chắn là nó chứa H cộng. Trong cái dung dịch ít cuối cùng luôn là chắc chắn nó chứa H cộng. Nhưng mà Al2O3 là một oxit lưỡng tính, là oxit lưỡng tính. Mà con biết rồi, oxit lưỡng tính là oxit có thể vừa tác dụng được với dung dịch axit, vừa tác dụng được với dung dịch kiềm. Cho nên ở đây cô khẳng định vậy là trong dung dịch ít có chứa H cộng hoặc OH trừ, được chưa? Nhưng mà cô, cái thói quen của cô á, là vì cô để ý là khi mà đã hòa tan điện phân mà hòa tan là Al3 thì nó thường nghiêng về bài toán dư OH trừ lắm thiệt, cho nên cô hay xét cái trường hợp một là dung dịch ít có OH trừ. Một khi mà đã có OH trừ á, thì coi như là trong dung dịch ít sẽ không có chứa H cộng. Vậy chúng ta sẽ viết phương trình phản điện phân gột như sau. Con sẽ viết phương trình điện phân gột nha. Rồi, phương trình điện phân gột như sau. NaCl thì ai bị điện phân? Cl bị điện phân, thành khí Cl2. Đúng chưa? Còn CuSO4 ai bị điện phân? CuSO4 ai bị điện phân? CuSO4 là Cu bị điện phân, thành Cu. Còn lại hai cái Na với lại SO4 đi với nhau. Được không ha? Nhớ nghe phương trình điện phân gột nha. Trường hợp hai chất điện phân mà cô biết rõ là sau phản ứng sau khi điện phân là cái dung dịch nó chứa ion gì thì cô sẽ dùng phương trình điện phân gột. Bây giờ cô biết rõ là trong dịch ít có chứa OH trừ, được chưa? Ok chưa con? Tới đây thắc mắc chưa? Thì đầu tiên nè, cô viết phương trình phản gột nè. Trong cái phương trình phản gột này đã có OH trừ chưa? Bởi vì trong phương trình phản điện phân gột này đã có OH trừ chưa? Thì chưa. Chưa. Đang bài cách viết phương trình điện phân gột nha. Cô biết rõ là cái dung dịch sau vẫn có chứa OH trừ nè. Đầu tiên là cô lấy hai chất điện phân để cô viết phương trình điện phân gột. Là cứ lấy những anh chàng nào bị điện phân thì đưa ra hết. Ví dụ Cl trừ bị điện phân là ra khí clo. Cu bị điện phân cho nên ra Cu, thấy chưa? Còn Na cộng với SO42 trừ là không bị điện phân. Vì sao không bị điện phân thì đừng hỏi lại nữa nha. Na cộng với SO42 trừ, Na cộng với SO42 trừ không bị điện phân thì gì? Thì đi chung lại với nhau. Đồng ý chưa? Bây giờ đề nó yêu cầu là trong dung dịch sau điện phân phải có OH trừ. Dung dịch sau điện phân phải có OH trừ, đồng ý chưa? Mà dung dịch sau điện phân muốn có OH trừ á, thì các con xét điện phân của từng chất nè. Xét điện phân từng chất.
Cái này là nháp nha, cái này là nháp nha. Bôi màu đi lên là nháp nha. Bôi màu này lên á, mình biết NaCl mà điện phân á là nó ra bao giờ? Còn COSO4 mà điện phân á là nó ra axit. Mà trong khi đó để yêu cầu dung dịch X phải có OH trừ. Cho nên chúng ta sẽ chọn phương trình thứ hai là phương trình điện phân của nước. Với NaCl, ok chưa? Không chọn điện phân CO4, đồng ý chưa? Như vậy dựa vào cái viết phương trình dạng gộp thì chúng ta sẽ có trường hợp một, nếu trong dung dịch X có OH trừ thì phương trình đầu tiên là phương trình điện phân của hai muối một lần. Sau đó cái muối thứ hai tiếp theo thì bị điện phân chính là NaCl để nó phải ra OH trừ đây này. Để nó phải bắt buộc phải ra OH trừ đây. Đó. Và sau đó chính cái OH trừ này nó mới đi tác dụng với Al2O3 để sinh ra NaAlO2 cộng H2O. Đồng ý chưa? Rồi, như vậy cô điền vô này, cô điền vô này, cái này không, cái này là 2,04 mà chia 102 là bằng 0,02 đúng chưa? Cái này 0,02 chỗ này bao nhiêu? Bé Việt. Quý vị ơi. Không phải không bốn 0,04 đúng rồi. Mà cái này ao hát ở đâu ra? Ở trên đi ra. Đồng ý chưa? Bôi màu khác cho dễ thấy nè. Đây, chỗ đi 0,4 thì trên đi sẽ là đi 0,4 chưa? Đi 0,4 thì chỗ đi bao nhiêu? 0,4. Ok. Đồng ý nha. Cái này thắc mắc gì cô không? Là không. Không đúng không? Rồi tiếp. Bây giờ ở cái phương trình đây nè, ở cái phương trình đây nè, ở phương trình đây nè, phương trình đây nè là cô có cái gì à? Có gì à? COS4 đi đâu hết trơn rồi, nó bị điện phân hết rồi. Ở chỗ đi 0,05 thì chỗ này bao nhiêu? Không biết một. Đúng rồi. Vậy khi đó khí của điện này, khí của điện nè, cái cô điều này, cái này mấy con? Cái này mấy hả? 0,05. Đúng rồi, đi 0,05. Đồng ý chưa? Rồi, chỗ khí này điện luôn là 0,02. Đi 0,02. Ok chưa? Vậy tổng số mol khí đến chỗ này là bao nhiêu rồi? Tính luôn con, tổng mol khí. Mol khí là bao nhiêu rồi nữa không? Tổng số mol khí là nhiêu rồi? Là 0,0 0,09. không biết 09 mà đề cho mấy? Là Đề cho là tính ra số mol là 0,105 mol đó cô. ý là số mol khí mới là 0,09 thôi. Đúng chưa? Đúng không con? Dạ. Vậy là khí nó vẫn còn thiếu. Khí nó vẫn còn thiếu, vậy khi đó sẽ có nước điện phân. Khí nó vẫn còn thiếu cho nên sẽ có nước điện phân thêm vô. Rồi, rồi cô điền số mol khí ở đây. Anh chàng đi là 2x. Còn anh chàng đi là lấy. Về tổng mol khí ở đây là mấy? Là cái này sẽ là 2x cộng với x nữa là bằng 0,105 trừ 0,09 đúng chưa?
Tổng số nguyên khí trên đây là 0,9 rồi. Tổng số nguyên khí. Vì giả trí mấy con? X là bằng 0,005. Mà ở đây có nước điện phân, nghĩa là NaCl nó cũng điện phân hết rồi đó. Đồng ý chưa? Bây giờ điện bắt mình tính cái gì con? Tính thời gian. Thời gian điện phân. Thời gian điện phân bằng cái gì? Thời gian điện phân thì mình phải áp dụng thức là Na tại mỗi điện cực bằng IT chia 96500, đúng không? Nhớ là số mol Na tại mỗi điện cực thôi nha. Số mol Na tại mỗi điện cực. Bây giờ các con sẽ xét cực âm hay cực dương? Bây giờ các con sẽ xét tại cực âm hay cực dương? Cực dương đi. Hay là cực âm? Thế cháu con chọn đó, cô cháu chọn má. Tại cực dương. Tại cực dương đi. Tại cực dương là, tại cực dương là nhược. Là con coi thử là những đơn chất nào được tạo ra tại cực dương. Đơn chất tạo ra tại cực dương gồm Cl2 là 1, O2 là 2. Hết rồi. Vậy mình sẽ cộng tổng Na lại. Na này là bằng Na của Cl2 cộng với Na của O2. Rồi, Na của Cl2 là Cl2 là 2A nhân số mol của nó là 0,07. Còn cái Na của oxy là 4. Mà số mol oxy là mấy? 0,005. Tổng là như ta. Nhớ coi cô tính có bị trật không nghe. Dạ 0,16. Không có 16 mol. Ok chưa? 0,16 mol. Vậy từ đó chúng ta tính được T ha. Suy ra thời gian điện phân là T bằng Na là 0,16 nhân 96500 chia cho cường độ dòng điện là 23, đúng không? Bây giờ cô không muốn tính theo tại cực dương mà cô tính theo tại cực âm thì đang hàng. Tại cực âm thì đơn chất được tạo ra tại cực âm gồm đồng với lại khí hydro. Vậy cô sẽ tính Na là bằng Na của Cu cộng Na của H2. Cu á, số mol Cu là 0,05. 2, số mol Na là 2 chứ 0,05. Hydro cũng 2. Nhân số mol hydro là 2x. Đúng rồi. Hydro là 2x. 0,01. 2 nhân 0,05 cộng 2 nhân 0,01. Còn thiếu hydro mol nữa. À còn đây nữa, hydro 0,2 đây nữa. Hydro 0,2 đây nữa. Thiếu hydro ha. Ừ.
cũng ra 0,16 luôn. Tính theo biên cực nào nó giá trị nó đều phải ra giống nhau nha. Bây giờ cái trường hợp thứ hai là dung dịch X có H cộng. Vậy thì điều đầu tiên là mình có NaCl cộng với COOH2O4 chuyển phân trước, là nó sẽ ra được Cu cộng clo cộng Na2SO4. Vì có H cộng cho nên chúng ta sẽ lấy cái phương trình điện phân của COO4 xuống. Ra Cu cộng O2 cộng H2SO4. Rồi sau đó cái axit ni nó mới tác dụng với Al2O3 để tạo thành Al2SO4 tất cả 3 lần cộng H2O này 3. Chàng ni là 2,04 chia 102 là bằng 0,02 mol. Anh chàng đi 0,06. Anh chàng đi 0,06 thì trên này sẽ là 0,06. Anh chàng chỗ này mà là 0,06 á thì chỗ CO4 thì sẽ là 0,06. Mà đề nó cho CO4 chỉ có 0,05 thôi. Đề nó cho CO4 chỉ có 0,05 thôi. Rồi vô lý. Đó. Cho nên loại trường hợp này ngay.